lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở núi tại huyện Con Cuông và Đô Lương. Lực lượng vũ trang quân khu 4 sát cánh cùng nhân dân trong thiên tai hoạn nạn. Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh vẫn chìm trong nước lũ, thiệt hại hàng tỷ đồng. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã bắt đầu một ngày mới, một tuần mới với bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có chuyến kiểm tra tình hình sạt lở núi do mưa lớn trong mấy ngày qua tại hai huyện Con Cuông và Đô Lương. Cùng đi có Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương. Đoàn đã đến kiểm tra điểm rạn nứt tại khu vực bản Bụng Sát, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Điểm rạn nứt này gây nguy hiểm cho các hộ dân và giao thông trên tuyến đường Khe Choang đi Khe Bu. Ủy ban Nhân dân xã đã tuyên truyền vận động 20 hộ dân với 64 nhân khẩu trên địa bàn di rời khẩn cấp đến nơi an toàn. Tại huyện Đô Lương, mưa lụt đã làm sạt lở trên chiều dài 80m tại xóm Rú Bùi, xóm 2, xã Quang Sơn, nứt ngang 20m và trụt sâu xuống 3m. Hiện tại 13 hộ dân sống ở chân núi đã đi sơ tán. Xã đã cắm biển cảnh báo và khuyến cáo bà con không về nhà khi chưa thực sự an toàn. Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá cao tinh thần chủ động của các địa phương và nhấn mạnh bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng người dân là yêu cầu phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy, chính quyền xã cần vận động bà con yên tâm ở lại nơi sơ tán, hỗ trợ đủ lương thực, nhu yếu phẩm, đồng thời tiếp tục cắt cử lực lượng an ninh theo dõi, cảnh báo, đảm bảo an toàn lưu thông qua khu vực nguy hiểm. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cho rằng trên địa bàn hai huyện đều có những vùng đang bị cô lập, nguy cơ sạt lở cao. Địa phương phải xem xét, đánh giá các điều kiện cụ thể, nếu cần thiết sẽ có sự hỗ trợ của quân đội và tỉnh. Những vùng nước bắt đầu rút thì chỉ đạo tập trung tiêu độc khử trùng, xử lý môi trường, đảm bảo sau lũ có thể tiếp tục sản xuất, đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân. Tuyên truyền nghiêm cấm bà con đánh bắt cá, vớt củi trên sông suối khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người, huy động máy móc thiết bị để xử lý các vị trí sạt lở ách tắc. Tại các nơi đến thăm, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đã thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các hộ dân phải di rời sơ tán. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập nặng do mưa lớn kéo dài. Giữa thiên tai hoạn nạn, nhân dân tỉnh nhà vững tin và ấm lòng bởi sát cánh bên họ luôn có lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội và những tấm lòng hảo tâm gần xa. Đặc biệt, không thể không kể đến hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 4 đã dầm mình trong mưa lũ, khẩn trương sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Và ngay lúc này đây, họ đang tích cực bám địa bàn giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Thống kê nhanh, từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, toàn tỉnh Nghệ An có 48 xã, phường, thị trấn thuộc 7 huyện thành thị bị ngập lụt do mưa lớn. Trong đó có nhiều xã ngập sâu gần 4 mét bị cô lập trong nhiều ngày. Giữa thời điểm mưa lũ dâng cao, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị điều động trên 2.200 cán bộ chiến sĩ và dân quân tự vệ cùng nhiều phương tiện nhanh chóng cơ động đến các địa bàn xung yếu bị nước lũ chia cắt, tổ chức di rời, sơ tán 1.986 hộ gia đình với gần 8.000 người đến khu vực tránh trú an toàn. Lực lượng đang của quân khu đã về các địa bàn để hỗ trợ bà con, thứ nhất là di rời lấy người lên vị trí an toàn, thứ hai là di rời về tài sản. Sau khi nước rút thì hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả của cuộc sống, đặc biệt là các khu vực trường học cho các cháu học sinh, rồi bệnh xá và nhà cửa thì dừng lại cho nhà cửa của nhân dân. Với quyết tâm không để nhân dân bị đói, bị rét, sớm ổn định cuộc sống, cán bộ chiến sĩ của quân khu 4 không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, thường xuyên bám địa bàn, tổ chức lực lượng, phương tiện, luồn lách, cơ động tiếp cận các hộ nhà dân bị ngập sâu để cung cấp, tiếp tế lương thực, nước uống và di rời, bảo vệ tài sản của nhân dân. Tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2020, lực lượng vũ trang quân khu 4 đã hỗ trợ cho nhân dân hơn 3 tấn gạo, trên 1.000 thùng mì tôm cùng hàng trăm thùng lương khô, nước uống, áo phao và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân. Có cái vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện, cho nên đã là kịp thời ứng cứu, đặc biệt là di dời cả cái hộ dân bị ngập lụt lên vùng an toàn và bảo vệ cái tài sản cho nhân dân. Hiện nay thì lực lượng vũ trang của là trên địa bàn đang tích cực phối hợp cùng với các cái lực lượng, các ngành chức năng để rồi là tiếp tục là ứng cứu, di dời các hộ dân, đồng thời là cung cấp các cái nhu yếu phẩm, thực phẩm để rồi đảm bảo cho đời sống cho nhân dân khi sơ tán lên cái vùng là tránh lũ.
Hiện nay, nước ở các khu vực bị ngập lụt nặng ở Nghệ An đang rút dần. Để đảm bảo cho cuộc sống nhân dân sớm ổn định sau mưa lũ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, đảm bảo nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đồng thời, chuẩn bị phương án tiếp tục phòng chống lụt bão trong thời gian tới. Xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt ngập lụt này. Hiện nay nước đã rút dần, người dân tất bật dọn dẹp nhà cửa sau nhiều ngày chìm trong biển nước. Ngổn ngang, mất mát, trắng tay. Đó là điều mà người dân nơi đây nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện sau cơn lũ dữ. Dọn được cái vòng quả nhanh, mà chúng lõ được lên chứ còn ngố lõ đây là thức ăn cho lên, cả thứ đó mất hết. Là chúng tôi mấy cái xe máy đang ngập trong đường luôn, đi với tủ lạnh thì là đang ngập trong đường, máy giặt rồi là nói chung đồ điện tử đang ngập trong đường, motor điện rồi là nói chung cả cái thứ mà dụng cụ để làm sản xuất tính một ngày cho đang ngập trong đường hết. Hai vợ chồng là lõi giòn chứ mà giòn thì loại chúng lượng phân bố máu quạng nó ăn thố đó, thì gọi như hai vợ chồng giòn cho đến khi nước là đến đến đấy thì loại chúng ở ngoài thì hành ngập hết rồi thì chó thì loại chúng là cả thử là cùng chấp nhận cho ăn mắt. Thì khi đó là gọi như không ba là ở bên nhà thì không sang được bên thấy nào. Thì bắt đầu là ông mới còng ba đứa ba được con nít là cho lên tầng. Thì cuối cùng rồi là gọi như là bộ năm ba năm ông cháu ba cháu cứ ngồi trên tầng rồi. Rồi thì bắt đầu nước khăn hà dân thì mới chú xuống nhưng mà cũng có cái biện pháp mẫu để kiểm mãn với điện không có nữa. Điện thì mà tịnh theo nó sẵn không có nữa. Tất cả các thứ là chìm trong nước cái cả đó. Chứ hiện tại là điện thì nó có nữa. Nói tóm lại là gọi như là mây nâu thì cũng chìm trong nước, mà xe chìm trong nước, mây giặt chìm trong nước, mây lạnh chìm trong nước. Nói tóm lại xe máy tất cả các thứ dư chìm trong nước cả cũng nó có cái chỉ để sử dụng được nữa cả. Đó. Với các hộ kinh doanh buôn bán, thiệt hại sau trận lũ kinh hoàng này là vô cùng nặng nề. Gia đình anh Nguyễn Duy Hữu ở xóm 5, xã Thanh Mỹ buôn bán các mặt hàng chăn ga, gối đệm, đồ gia dụng. Chỉ sau một đêm, toàn bộ hàng hóa đã bị cuốn theo dòng nước. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên 2 tỷ đồng. Trong cửa hàng tầm khoảng hơn 2 tỷ, mà giờ là không biết cái nào còn vớt được, cái nào còn không vớt được, nó nói tóm lại không biết là cái nào hư hỏng, cái nào còn nén dùng được nữa hay không. Nó quá nhiều vì nước vào nó nhanh quá, không mình không trở tay không kịp. Giờ là 5-6 ngày liên tục không có điện, không có nước, không biết dùng kiểu gì, muốn tắm giặt cũng không có, nhất là sinh hoạt hàng ngày không biết làm sao mà sinh hoạt được hàng ngày như bình thường được. Lãnh đạo xã Thanh Mỹ cho biết, đợt ngập lụt này địa bàn xã chịu ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, ngày 31 tháng 10, cầu Khe Liễu nằm trên trục đường huyết mạch nối từ đường Hồ Chí Minh đi trung tâm xã bị sập hoàn toàn, gây khó khăn cho việc lưu thông của nhân dân. Với tinh thần nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đó, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cùng nhân dân khẩn trương vệ sinh môi trường, nhà cửa, sớm ổn định lại cuộc sống. Niềm động viên tinh thần rất lớn cho bà con là tình cảm sẻ chia, thương yêu từ đồng bào gần xa đã nhanh chóng hỗ trợ thực phẩm, nước sạch và các đồ dùng thiết yếu trong hoàn cảnh lũ lụt mất mát. Do nước lũ đến bất ngờ nên tại một số trường học không kịp di dời thiết bị đồ dùng dạy học, bị nước lũ cuốn trôi hoặc hư hỏng do nước dâng quá cao. Ngoài ra, có hàng chục trường học bị ngập, hư hỏng hàng rào. Hiện nước lũ chưa rút nên chỉ một số trường ở huyện Yên Thành, Đô Lương, Nghi Lộc là có thể đi học trở lại vào hôm nay ngày 2 tháng 11. Ngoài ra, nhiều trường ở huyện Nam Đàn, Thanh Chương, học sinh vẫn chưa thể đến trường do nhiều nơi vẫn bị chia cắt, giao thông tiềm ẩn nguy hiểm. Trong khi đó, nhiều trường nước vẫn chưa rút đến ngưỡng an toàn nên chưa thể dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Ngành giáo dục nhận định nếu thời tiết thuận lợi thì phải đến giữa hoặc hết tuần sau, học sinh các địa phương vùng lũ mới có thể trở lại trường. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.